Câu 12, số phức liên hợp của số phức z bằng 2 trừ 5 y. Thì bước đầu tiên mình nêu kiến thức, thì kiến thức như sau: có số phức z bằng a cộng bi, thì từ đây các bạn sẽ có số phức liên hiệp được ký hiệu bằng z gạch ngang ở trên đầu, a viết lại b các bạn đổi dấu, hay còn gọi là lấy số đối của thằng b, thấy chưa? Đó, vậy từ đây các bạn sẽ có số phức z bằng 2 trừ 5 y, thì các bạn sẽ suy ra được số phức liên hiệp của nó sẽ bằng phần thật viết lại nè, 2 viết lại nè, và lấy số đối của trừ 5, đối của trừ 5 chính là 5 y, và các bạn đã có kết quả, và các bạn chọn giúp mình đó chính là câu A.